suýt chôn vùi cuộc đời vì không dám bỏ chồng ngoại tình. Tôi từng là một người phụ nữ ngốc khi nghĩ rằng chịu đựng một người chồng lăng nhăng, bội bạc để con có gia đình đầy đủ. Chồng cũ của tôi dẻo mỏ và lăng nhăng, khi cưới chúng tôi đều có công việc với thu nhập khá tốt. Tôi hoàn toàn không phụ thuộc kinh tế vào chồng, ngoại hình cả hai đều ưa nhìn và tương xứng với nhau. Khi chúng tôi yêu nhau từ năm cuối đại học, sau một năm thì tiếp tục yêu xa do tôi được công ty cử đi nước ngoài học 2 năm. Về nước là chúng tôi làm đám cưới. Cuộc sống tưởng như viên mãn thì tôi phát hiện ra anh ta ngoại tình. Khi đó tôi gần sinh bé thứ hai, còn bé thứ nhất chuẩn bị vào mầm non. Quãng thời gian đau khổ nhất cuộc đời tôi là lúc này, ôm đứa con mới sinh trên tay đi bắt ghen chồng với đồng nghiệp. Chồng của cô kia biết chuyện còn đòi hại cả nhà tôi. Tưởng chừng bấy nhiêu đau đớn đủ để tôi tỉnh ra mà nhìn thấu bộ mặt của chồng. Thế nhưng sau khi anh quỳ lạy, van xin, thêm hai đứa con còn quá nhỏ và sự nhu nhược mà tôi tha thứ cho chồng. Bao nhiêu đau khổ tôi nén vào lòng, nuôi dạy con cái, vun vén gia đình, chăm lo sự nghiệp, đổi lại tôi được hai đứa con xinh xắn, khỏe mạnh và ngoan ngoãn vô cùng. Sự nghiệp phát triển, các con tôi được học trường tốt, đầy đủ vật chất. Anh cũng thể hiện thiện chí với vợ con khi chăm sóc các con chu đáo và luôn tỏ ra yêu chiều vợ. Vì các con, vì bản thân, khi đã quyết định tha thứ là tôi dặn lòng phải quên đi quá khứ, mở lòng để đón nhận trao đi yêu thương. Tưởng rằng khổ tận cam lai, đến lúc được hạnh phúc sau bao nỗ lực thì anh lại đâm vào tim tôi một lần nữa. Anh qua lại với một phụ nữ đơn thân có hai con, hơn 3 tuổi, người đó chua ngoa có tiếng trong khu chúng tôi ở. Tôi nhìn hai đứa con và tự hỏi liệu có một người cha độc hại như vậy có tốt hơn là không có. Rồi con gái tôi khi lớn lên, nó có còn niềm tin vào tình yêu không? Nó sẽ thấy việc chịu đựng một gã chồng bội bạc là hiển nhiên như mẹ nó từng chịu. Rồi con trai tôi sẽ học được gì từ người bố này? Nghĩ đến việc anh chung đụng với người phụ nữ kia là tôi thấy kinh hãi vô cùng. Liệu tôi có thể sống nốt quãng đời còn lại với người chồng và cảm giác này? Lần này tôi mới thực sự tỉnh ra, âm thầm thu thập bằng chứng anh ngoại tình, gây nguy hiểm cho các con để giành quyền nuôi cả hai đứa, sau đó yêu cầu ly hôn. Anh vẫn mặt dày, van xin rằng mình bị người đàn bà kia mồi chài vì ham của lạ nên mới như thế. Tôi không nghe, nhất quyết ly hôn. Phần lớn tài sản là từ thu nhập của tôi nên sau ly hôn anh cũng không có gì. Về sống với người đàn bà kia chưa được mấy bữa thì bỏ của chạy lấy người, nghỉ việc công ty cũ rồi chuyển đi thành phố khác sống. Các con tôi mới đầu buồn nhiều, dần dần chúng cũng chấp nhận và vui vẻ trở lại. Tôi cố gắng làm tốt cả vai trò của người cha để các con không phải thiệt thòi. 3 năm trôi qua như vậy rồi, hai đứa trẻ ngoan và thương mẹ vô cùng, như một sự bù đắp cho tôi vậy.